Thành công là một giáo viên tồi, nó khiến những người thông minh nghĩ rằng họ không thể thất bại. Đó là câu nói nổi tiếng của Bill Gates, tỷ phú tài ba này khuyên bạn chớ nên tự mãn. Và đây mới chỉ là một trong số 7 lời khuyên bạn nên lắng nghe, suy ngẫm từ những người thành công bậc nhất thế giới hiện nay để có những bước tiến dài trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. 1. Hãy dành niềm đam mê cho những gì bạn làm. Một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống của hầu hết chúng ta là làm sao để có thể tìm được chính xác niềm đam mê của bản thân và kiếm tiền nhờ vào đam mê ấy. Theo ông trùm Warren Buffett, những lời khuyên về tiền bạc chính là điều đã đưa ông đến với thành công trong việc đầu tư và tìm kiếm những cuộc giao dịch tuyệt vời. Ông chia sẻ với Market Watch, đạt được thành công về bất cứ điều gì đồng nghĩa với việc bạn đã dành một niềm đam mê cho nó. Nếu bạn thấy ai đó có trí thông minh bình thường nhưng dành niềm đam mê mãnh liệt cho những gì họ làm và họ khiến mọi người xung quanh tiếp tục tiến lên phía trước ngay cả khi những người đó có thể không thấy được hướng đi tiếp theo của cuộc đời thì mọi thứ thành công sẽ tới. 2. Luôn viết ra mọi thứ. Ông trùm kinh doanh Richard Branson nhiều lần cho biết bản thân lập danh sách cho mọi thứ. Tỷ phú viết trên trang blog cá nhân, cuộc sống của tôi làm nên từ những danh sách mà tôi lập ra. Tôi lập nhiều danh sách khác nhau, những người cần gọi điện thoại, các ý tưởng, các công ty cần thiết lập, kết nối hay những người có thể thực hiện mọi việc. Tôi cũng có danh sách các chủ đề để viết blog, danh sách các tin nhắn cần gửi và danh sách các kế hoạch sắp tới. Ông khuyên rằng bạn hãy ghi lại từng ý tưởng nảy ra trong đầu, dù lớn hay nhỏ và sau đó thử thách bản thân thực hiện nó. Danh sách là một cách tuyệt vời để đặt ra những sự ưu tiên về tài chính. 3. Sự may mắn hay tài năng không phải là tất cả. Sự thành công của bạn được ghi nhận đúng nơi, đúng lúc là một chuyện đơn giản nhưng xét cho cùng, không có thành tựu nào đạt được mà không cần làm việc chăm chỉ. Đó là bài học mà nghệ sĩ người Mông Cổ, Sean Combs đã học được từ sớm. Nhờ đó, anh cũng đúc rút được nhiều lời khuyên quý báu về tiền bạc. Combs chia sẻ với tạp chí Forbes rằng lúc 12 tuổi, anh đã biết nếu anh mang lại cho khách hàng những điều tốt nhất và phục vụ họ theo những cách khác biệt dù đó là âm nhạc, quần áo hay rượu vodka, anh đều sẽ nhận được sự hồi đáp xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra. 4. Đừng tự mãn. Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates đã nói, thành công là một giáo viên tồi. Nó khiến những người thông minh nghĩ rằng họ không thể thất bại. Bởi vậy, bạn đừng dừng lại đứng yên một chỗ, hãy luôn luôn học hỏi, không ngừng tiến về phía trước. Việc đạt được thành công quá khứ không đảm bảo bạn sẽ đạt được thành công trong tương lai. Hãy nhớ rằng ngay cả những người thông minh nhất, tài năng nhất, có mạng lưới kết nối sâu rộng nhất cũng có thể thất bại. 5. Lập ra và phát triển kế hoạch phù hợp với bạn. Nhiều người thành công đều nhận thấy việc lập danh sách rất hữu ích, nhưng bạn phải đề cao những gì phù hợp với mình. Giám đốc thương hiệu của Uber, Bujoma Sanjon là một ví dụ cho điều này. Cô thậm chí đã nói danh sách sẽ ngăn cản cô tiến xa hơn. Trong một tập của chương trình The Tim Ferriss Show, cô bày tỏ, điều này thuộc về cá nhân tôi và không hiệu quả với mọi người, nhưng theo kinh nghiệm của bản thân, tôi lập danh sách về mặt lợi hại thường vì đang cố gắng tự mình nói ra một ý tưởng hay hoặc tự mình dấn thân vào một vấn đề tồi tệ. Tôi đã đúng nhiều lần và không thể giải thích điều đó cho bản thân hay bất cứ ai khác, vì vậy tôi bỏ danh sách mặt lợi, mặt hại qua một bên. 6. Phải biết rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng. Giám đốc điều hành Amazon, Jeff Bezos, đã từng kể lại quãng thời gian khi một người bạn của ông thuê một huấn luyện viên dạy tư thế, trồng cây chuối. Trong bài học đầu tiên, huấn luyện viên đã cho cô ấy một số lời khuyên tuyệt vời. Hầu hết mọi người nghĩ rằng nếu họ luyện tập chăm chỉ, họ sẽ có thể thực hiện thành thục tư thế này trong khoảng 2 tuần. Thực tế là phải mất khoảng 6 tháng nếu thực hành mỗi ngày. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó trong 2 tuần, bạn sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Điều này gắn liền với niềm tin của Bezos. Ông tin rằng mọi người luôn đánh giá thấp mức độ khó khăn của mục tiêu mà họ muốn đạt được. Nếu bạn muốn thực hiện một cuộc mua bán lớn, như mua nhà, đừng nản lòng vì con đường dài với muôn vàn khó khăn phía trước. 7. Hãy là một người có kỷ luật, biết tiết kiệm đúng cách. Lời khuyên hữu ích này có thể áp dụng cho tất cả các lĩnh vực của cuộc sống của chúng ta. Shark Tank Mark Cuban đã đưa ra một bài kiểm tra tuyệt vời, bạn có thể ngừng sử dụng thẻ tín dụng của mình không? Ông đã viết trong blog của mình, sử dụng thẻ tín dụng đồng nghĩa với việc bạn từ chối sự giàu có. Bước đầu tiên để có thể làm giàu là cần phải có kỷ luật.
Nếu thực sự muốn làm giàu, bạn cần phải đặt ra kỷ luật, bạn có thể không? Ông tiếp tục giải thích rằng nếu bạn chăm chăm kiếm tiền, bạn luôn cần phải có sẵn tiền mặt. Bạn không tiết kiệm một khoản nào cho thời gian hưu trí. Bạn đang tiết kiệm cho thời điểm mà bạn cần dùng tới tiền mặt. Mua và giữ là một trò chơi của người non nớt, thiếu kinh nghiệm. Cuối cùng, ông cho hay bước đầu tiên để trở nên giàu có là hãy trở thành một người mua sắm thông minh. Bạn phải từ bỏ mọi thứ và nhiều người, đặc biệt là những người có gia đình, sẽ khó lòng áp dụng nguyên tắc này. Đó là thực tế, nhưng bạn hãy tiết kiệm bất cứ cái gì có thể, nhiều nhất có thể. Sau đó lưu giữ những thứ đó trong hợp đồng hoán đổi nợ xấu, CDS, thời hạn 6 tháng tại ngân hàng. Theo Nguyễn Nguyễn, Nhịp sống kinh tế. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.